đôi sneaker làm từ máu người. Sự thật về đôi giày Satan gây tranh cãi gay gắt được custom bởi MSCHF và Lil Nas X. Lưu ý, đôi giày này không phải là một collab chính thức của Nike, mà là do MSCHF và Lil Nas X đã tự custom lại từ mẫu Air Max 97 nguyên bản. MSCHF là một đơn vị custom giày độc lập, cùng nhiều loại hình sáng tạo nghệ thuật khác, và rapper Old Town Lil Nas X đã sử dụng sản phẩm của Nike, cụ thể là đôi Nike Air Max 97 để tạo nên một phiên bản được đổ nước màu đỏ, giống máu vào trong phần DE của đôi giày. Ý tưởng thì không phải quá lạ lẫm, vì trước đó Nike cũng đã có một đôi Air Max 97 Jesus được đổ nước thánh sông Jordan vào phần DE. Điều gây tranh cãi đó chính là đôi Air Max 97 Satan đã được bỏ vào mỗi đôi một giọt máu người, Jesus Blood. Chính điều này đã tạo ra làn sóng tẩy chay ảnh hưởng đến Nike. Khi xì căng đan nổ ra vì nguyên nhân giọt máu người, Jesus Blood, nhiều người đã tẩy chay Nike. Nike phủ nhận việc có hợp tác cùng MSCHF, đồng thời kiện luôn MSCHF đã tạo ra ảnh hưởng xấu đến tên tuổi cũng như công việc kinh doanh của Nike. Đôi Air Max 97 Satan đã bán được 665 đôi, và một đôi đang chuẩn bị được ship đi thì bị ngừng do vụ kiện. Nhưng MSCHF tỏ ra không sao cả, vì ban đầu họ cũng chỉ định sản xuất 666 đôi và tất cả đều đã sold out trong tích tắc. Theo dõi KingSource để cập nhật những thông tin mới và bổ ích nhất về sneaker nhé!